À, chúc đại gia đình an lạc với A Di Đà Phật. À, mình đây kêu là đại gia đình đúng không quý vị? Quá đông ha. Vì nhớ là tất cả người mình đang cùng niệm Phật lễ Phật chung gì trong một cái đạo tràng trên không chung như vậy đều là kết nhân duyên Tây phương cực lạc hết rồi quý vị. Nội trong đây mà có những người nào giảng sanh sau này thì nhất định họ sẽ đến rước những người mà chưa giảng sanh này. Tại vì đây là đại gia đình mà quý vị. À, đó. Đều là phát nguyện niệm Phật giảng sanh. Vì để ý cái phương pháp tu của mình nha. Vì để ý là quý vị mới thấy phương pháp tu này hay. Vì nhìn đi. Đứa bé nhỏ Khánh Linh mấy tuổi? 4 5 tuổi, không? Rồi ở đây nhóm của dì Tư mấy đứa bé nhỏ này, những đứa nghĩ chắc nó chừng 10 tuổi ấy gì á. Rồi thằng Mắc Ca đâu cũng chừng 10 tuổi gì đó. Mắc Cá, Mắc Ca gì. Thì con cô Liên Phúc luôn. Cái nhỏ rồi nè. Nói rồi bé Phật tử Bình Dương lễ Phật giỏi dễ thương nha. Nó điển hình đây. Quý vị thấy rằng là tại sao mình không để ý quý vị? Cái cách tu này quá hay. Vì cái động tác của cái cách tu này quá dễ. Quý vị để ý đi. Mà cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Quý vị nhìn vào cái đạo tràng chứ không chung của mình, quý vị thấy là căn tính nào cũng vô đây tu được. Tại vì quý vị biết sao, cái phương pháp tu này vì cái động tác nó quá dễ. Động tác này quá dễ. Thật sự. Mình phải thật sự là mình cảm ơn cái người mà những đức đã từng học qua cái pháp tu này. Pháp tu của Ngài. Những đức cũng có gì đâu. Nhưng mà những đức chỉ được con cái là những đức nhìn ra được cái cách tu. Nghĩa là người ta cứ cực khổ đi lặn lội đi kiếm tìm, từ khi là bản quyền thì mình không không lấy được thôi. Chứ những đức nói cái gì mà hay mà cho những đức lấy hết. Những đức khỏi cần phải suy nghĩ gì. Cứ tha hồ mà đi tìm kiếm đi, tới như nào mà hoàn chỉnh rồi chỉ cần mà cho lấy là tôi lấy hết. Không nhất thiết cái đó của ai. Miễn lợi ích cho chúng sanh lụm hết. Không cần phải ngồi suy nghĩ cực khổ. Cứ lo niệm Phật lai rai gì. Thấy ai mà cực khổ lụm lặt thiệt là hay, đem gì nêu lên này hay cho đó, lấy liền. Không nhất thiết là nói cái đó của ai hoặc là mô hình của ai. Không, lợi ích cho chúng sanh là được rồi. Tôi không cần cái gì của tôi. Phải như vậy đó quý vị. Quý vị phải để ý kêu rõ ràng cái cách tu này ra sao này. Bây giờ ai có sắp xếp lại cách tu nào, quý vị có lễ Phật như thế nào. Những đức nói cách tu này, những đức nói đây là không phải của những đức nghe. Cách tu này là số 1. Tại vì sao? Nó như một lượng sống quý vị. Như một lượng sống rõ ràng luôn. Khi lễ cảm giác nó tuyệt vời vô cùng. Mà nhịp nhàng của nó quá dễ. À, nó thí dụ như các cô đi, mình ở ngoài đời có khi mình cũng có khi mình bận đồ ngắn đi, khi mình lễ Phật mình hai tay mình chống xuống mình quỳ nhẹ nhàng. Một là dù mình còn sức nhưng mà nếu mình xuống mà ở trên mình xuống luôn, nó không có đặc biệt cho cái đôi chân của mình đâu, vì nó chịu sức nặng lâu ngày ảnh hưởng đầu gối. Khi mà mình chịu á thì quý vị sẽ để ý được hai điểm mà nó sẽ phát triển. Hai điểm nào? Đó là cái bắp chuối và bắp đùi của mình nó sẽ nở bự lên. Thì để ý vì khi quý vị chống hai tay xuống là nó vào ngay chỗ bắp chuối và bắp đùi của mình. Còn khi ở trên mình đưa xuống là toàn thân nó ập xuống luôn, làm cho cái đầu gối bị đen thui lùi lùi. Mà khi mà lỡ mình đi đám cưới đám tiệc gì mà mình bận đầm riếp gì ngắn đi phù hợp với người ta, ví dụ đi, ví dụ như thì nhịn đầu gối đen thui.
Nha. Nên mình chống tay mình xuống nhẹ, đầu gối mình không bị ảnh hưởng. Mà thêm nữa là nó làm bắp chuối bắp đùi mình nó bự lên. Nha. Nên từ nơi đó mà nó có nhiều người người ta luyện cặp chân, quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Ta rèn luyện cặp chân người ta đó cho nó khỏe. Đó. Nên chống hai tay xuống rất là đặc biệt, rất đúng luôn, rất hay nha. Mà lễ không mệt, rất nhẹ nhàng luôn. Còn khi lên á, thì cũng vậy, chống hai tay, chống hai tay mà lùi người, giống như người vẫn đứng y thinh nhưng mà nó cái mông mình nó lùi ra phía sau một chút, chống mạnh lên cho nó lùi đến chi kéo như sống ra, giúp cho sống rất khỏe. Người mà vừa ê ê ẩm nhất mình muốn cảm xúc lễ Phật, môn lễ Phật này hết liền, lễ Phật hết liền, chắc chắn vậy luôn. Vậy vì nhớ nè, khi mình sắp sửa cảm xúc là gió nó lòn vào những cái vị trí nào phù hợp vô cơ thể của mình, gió độc nó vào. Nhưng mà cái môn lễ Phật này, quý vị, cái môn lễ Phật này là cái môn lễ Phật mà gọi là tống gió độc ra. Nó vừa chuẩn bị bệnh mà dùng môn lễ Phật này là hết cảm xúc luôn. Thật sự mà nói, quý vị biết rằng lúc trước những đức ở trong ngôi Tam Bảo như làm việc quá nhiều, những đức ít có dụng công tu và ít lễ Phật đó, quý vị. Thật sự mà nói những đức rất yếu, rất là yếu. Vì cái đầu óc như đức làm việc nhiều quá, hao năng lượng, mà những đức lại ít dụng công nên những đức rất là yếu. Yếu, nó thật sự là yếu. Hồi đó những đức đi nó yếu lắm, mệt lắm. Vì biết rằng 2 tháng mấy này những đức lễ Phật nha, bây giờ những đức đi còn nhanh hơn ngày xưa nữa, mà những đức đi rất là nhẹ luôn. Thì những đức thấy ra ô, cái môn lễ Phật này rất khỏe. Và cái môn lễ Phật này là cái môn có thể chống lão hóa. Bị nhớ kỹ, thì nhớ cái môn lễ Phật này là nó luyện thăng tâm, nó luyện tâm quý vị, nó phát triển được cái cơ thể bị tốt, nên gọi là chống lão hóa. Mà khi quý vị niệm Phật là phát một cái thiện tâm lớn lắm, nên con người quý vị nó sẽ tải, nó nghĩa là nó tản mát những cái chất độc cơ thể bị ra hết luôn, và nó giúp cho khí lực quý vị rất là đặc biệt luôn. Nhưng tôi thấy rõ ràng cái lễ Phật, cái khí lực của người mà nó khỏe và trí não bị sáng. Con người mà quý vị nhớ nha, khí lực thiếu là con người quý vị nó sẽ mệt mỏi, và thêm cái đó là đầu óc quỷ quải nó giãn đâu, nó giống như cái bong bóng vậy đó, quý vị thấy không, nó bình thường nó mỏng dánh, nhưng mình bơm khí vào thì nó phì bong bóng lên đó. Nên từ nơi đó mà con người mình mà có phương pháp để mà gọi là tích tụ được cái khí lực là khỏe lắm á, không có giỡn đâu. Con người sẽ phấn chấn lên, khí lực giống như là nó là một cái nguồn năng lượng và nó là điện đó, đầy đủ điện là đèn sáng á, nghe hiểu không? Nó, nếu mà con người mà thiếu khí lực là người này sống mệt mỏi lắm, quể quại lắm và đó tối tăm lắm. Quý vị nhớ con người quý vị mà khí chất đầy đủ nghe, con người quý vị nó háo hức lắm, khi gặp ai nó giao tiếp nó cũng đặc biệt nè, nó làm cho cái sự việc kinh doanh quý vị, ai gặp quý vị nó thích, nó thích quý vị vì cái cách nói chuyện quý vị rất hoạt bát, rất nhạy bén, rất vui vẻ, và nụ cười quý vị rất sảng khoái. Chứ nó không phải là cái người thiếu năng lượng, cái người thiếu năng lượng họ cười thấy gớm lắm. Thì để ý đi, người thiếu năng lượng cười thấy gớm lắm, cười giống như nhát mình vậy đó, nhát ma vậy. Cái này ghê lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên những đức nói quý vị mà chỉ cần để ý qua thì quý vị sẽ thấy cái phương pháp lễ Phật, cái phương pháp tu này quá hay, quá hay luôn. Con nít mà tu được một thời thì không đơn giản chút nào. Nếu mà đưa lên một cái cách tu, một cái nhịp nhàng quá khó là bảo đảm 100% sẽ trở ngại rất nhiều người. Còn cái cách lễ Phật này cho quý vị biết nó rất là khoa học, nó rất là dưỡng sinh luôn. Cái phương pháp lễ Phật này nó rất là đầy đủ quý vị à. Nếu mà áp dụng mà chịu dùng, trời ơi nó hay quá. Tại vì ai cũng tu được, ai cũng lễ Phật được hết trơn. Nếu mà giờ những đức mà sắp xếp ra nhịp nhàng này nhịp nhàng kia khác lại là sẽ khó liền. Mà quý vị biết tại sao những đức duy trì hoài được không? Vì những đức hành trì. Câu hay. Tại sao những đức duy trì được hoài được không? Là vì những đức hành trì. Tại sao người ta cứ đổi cách tu hoài? Vì người ta không hành trì. Người ta không hành trì. Đó. Cái này là cái quan trọng nè. Đó. Nên quý vị mà hành trì cái cách tu này đi rồi quý vị sẽ thấy đây là một phương pháp lễ Phật đặc biệt tuyệt vời, không phải của những đức. Phải nhớ kỹ điều này nghe.
không phải của những đức. Mà cách tu này là cái người đi trước phải lụm lặt cắt xén dữ lắm mới ra được mô hình này. Mà những đức được con cái là những đức hưởng. Được hưởng thôi. Đó là cái đặc biệt đó, thấy không? Nên quý vị nhớ, con người mình không suy nghĩ nhiều, không thông minh, nhưng mà ai mà suy nghĩ ra được cái hay, nói cái mình nghe, mình tiếp nhận được cái hay đó, người đó mới thật sự là người số 1 trong cuộc đời này. Vì họ không cần phải cực khổ suy nghĩ nhiều quá. Họ để cho người khác suy nghĩ, có họ, người ta chỉ cần nói ra cái gì hay là họ nói à được tôi làm. Còn cái nào nói không hay nó không làm. Quý vị mà phân tách được cái điều này, quý vị là người số 1 trong cuộc đời này. Thật sự số 1 trong cuộc đời này. Người suy nghĩ nhiều chưa chắc là người giỏi. Người ít suy nghĩ mà biết lấy cái suy nghĩ của người ta mới là người giỏi. Vì nhớ kỹ, giống như Lưu Bị, ông không giỏi nhưng ông có đức. Nhưng mà Gia Cát Lượng suy nghĩ rất nhiều, cái gì mà Gia Cát Lượng đưa ra là Lưu Bị chấp nhận. Nên Lưu Bị cũng làm vua, Gia Cát Lượng thì làm tướng thôi, hiểu không? Đó, nên cái mà tiếp nhận là rất thông minh. Và mỗi người đều có cái ưu điểm và khuyết điểm. Mình nên nhìn nhận thấy cái ưu điểm đó của họ, họ đưa ra cái hay, mình nên suy nghĩ, nên nhận thức để rồi mình tiếp nhận. Đừng nên vội vàng bác bỏ cái ý kiến của người khác dành cho mình. Vì mình bác bỏ cái ý kiến của người khác dành cho mình, họ sẽ có cái hay họ không cho mình nữa. Hiểu không? Thí dụ như lần này người ta cho mình một cái bánh ăn không được ngon gì mấy, nhưng mà mình nghĩ tương lai họ sẽ làm cái bánh khác ngon hơn thì sao? Nếu như lần này mà cái bánh đưa mà không ngon mà mình đi phê phán, mình chê bai thì kỳ sau nó làm được cái bánh ngon, đố tao cho mày ăn. Mình sẽ bị thiệt thòi rất là lớn. Hay vì đó, đó là cái mà lối sống cực kỳ đơn giản. Vì nhớ kỹ nghe, Phật Pháp dạy rất đơn giản, bình thường là đạo. Nếu ai mà đưa Phật Pháp ra bằng một cái phi thường và cao siêu thì quý vị phải nhớ kỹ, những điều quý vị làm không khéo là diệt Pháp. Quý vị biết vì sao Pháp diệt không? Vì không hành Pháp được mà bị diệt. Nên cái Pháp mà đưa ra mà người ta làm được, người ta an lạc, người ta vui vẻ, đó là đang thịnh Pháp. Quý vị phải công nhận rằng cái đạo tràng chính không chung chúng ta là thu gọn lại một phạm vi của nhân sinh. Và chính tất cả những người trong cái đạo tràng này họ đang an lạc. Thì quý vị phải nhìn cái gia đình lớn này đang an lạc. Mà gia đình lớn này nó nằm trong cái đại gia đình lớn bao la của cả một cái trong nước và ngoài nước, gom về một gia đình cái room này, mà dùng cái pháp của Phật này đưa vào cái đại gia đình này, mà cái đại gia đình này an lạc tốt đẹp như vậy, thì quý vị phải công nhận rằng cái pháp này gọi là pháp đang thịnh hành. Đó, nó đặc biệt gì đó. Quý vị phải thấy có ai mà hiện tại mà đem một cái pháp tu mà rải từng nhà như vậy mà thịnh hành gì không? Đó, thấy chưa? Có đó. Có người đang ngồi trước mặt cái gì nè. Thấy không? Đó. Đó. Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày đem pháp, ngày giảng khắp nơi nơi người ta nghe. Nhưng mà cái pháp mà tu mỗi ngày như vậy để mà áp dụng mấy ngàn gia đình như vậy thì may mắn thay những đức gặp được và lụm được, lấy được và dùng được. Thấy chưa? Chứ những đức đâu có biết gì đâu. Như Đức có từng đi đâu đâu biết. Để coi á, như bữa đó thì Như Đức đi lên trên Tây Ninh, có cô cũng có tâm, có nói thầy lâu lâu quá lâu mới đi ra ngoài, thôi sẵn thì lên trên núi tham quan chút hãy về. Xin thưa quý vị rằng là trong thâm tâm của những Đức, quý vị, những Đức chỉ muốn về thế giới cực lạc tham quan thôi. Trong cõi này đối với những đức, chỗ đẹp nhất của những đức là chỗ này nè. Chỗ mà những đức đang ngồi nói chuyện với quý vị là chỗ đẹp nhất trong cuộc đời của những đức. Và vui nhất. Trong mắt những đức không thấy một cái gì trong cuộc đời này mà đẹp như mình mong nghĩ
là tồn tại hết. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc là chỗ đẹp nhất. Mà trong thâm tâm những đức nghĩ và những đức muốn một đời này đến nơi đó. Thật sự 100% luôn. Nên cái tâm mà muốn sanh cực lạc như đức nó mãnh liệt ghê lắm. Nếu so sánh với ngày xưa như đức mới vô chùa, bây giờ như đức vượt lên mấy lần, bao nhiêu lần nữa. Ngày xưa gọi là thô tâm cầu sanh cực lạc, bây giờ gọi là diệu tâm cầu sanh cực lạc. Không xuống một chút xíu nào mà tăng vượt trội lên. Như đức đã từng nói với quý vị rằng là pháp môn tịnh độ này tin đến mức mà tan nhà mất mạng cũng tin. Như đức đã tan nhà rồi đó, còn mạng này mất sao hoàn chuyện tịnh độ, nên Phật để cái mạng này lại. Nó những đức mắc sạch hết tất cả, như đức vẫn tin tịnh độ vậy, thấy không? Nó có người hỏi những đức: thầy xuống Tây Ninh thầy lập cái đạo tràng lớn không? Những đức nói: bây giờ tôi mà không lập đạo tràng thôi, tôi mà lập đạo tràng là phải cực kỳ lớn. Họ hỏi chứa được bao nhiêu người, những đức nói: bao nhiêu người vô cũng chứa được hết. Lớn đến mức mà bao nhiêu người vô cũng chứa được hết. Đại Tùng Lâm đồ lúc trước thì mấy chục ngàn người chúng ta tổ chức pháp hội, còn cái này là không có giới hạn mấy chục ngàn gì hết, bao nhiêu người vô cũng được hết luôn. Thấy đạo tràng lập lớn kinh khủng chứ, phải tầm cỡ gì đó mới kinh khủng. Họ nghe họ hết hồn, nó tràng ơi, thầy ơi, thầy lập đạo tràng lớn như vậy hoạt động nguy hiểm quá, ta cho không? Nhưng nó cho hết. Họ có xin giấy tờ gì không? Không xin giấy tờ gì hết. Có gì à? Ghê quá vậy thầy, làm liều quá à? Bên lớn nói bị ngang 3 thước, bị dài 4 thước. Chẳng, đạo tràng mới lớn mà bao nhiêu người cũng vô được. Thì đạo tràng không chung này bao nhiêu người mà vô không được. Có một cái tivi thôi, mình như đức ngồi tu thôi thì ai mà vô không được. Thấy không? Tuy nó nhỏ như vậy mà cái giới hạn của nó không bị bị hạn chế. Thấy không? Chứ bây giờ quý vị lập cái gì lớn nữa bây giờ? Quý vị đã ở trong cái lớn, đã gặp nhiều sự trở ngại, vất vả, không tu được rồi bây giờ. Vì ra vì lập cái gì lớn nữa. Mà những đức đến ngay cái nhà quý vị, mà những đức có cái tivi, có cái máy quay phim, mà những đức tu như vậy thôi. Những đức nói rằng là ngay cái gia đình quý vị đang mấy ngàn con người niệm Phật ở đó niệm. Khi mình sanh về thế giới cực lạc, pháp của Phật có thịnh si. Và khi si thì nhất định thịnh. Khi mình về thế giới cực lạc, mình trở lại là pháp thịnh rồi. Thì lúc đó ngay cái gia đình quý vị, tới cái đời kiếp đó là ngay cái gia đình quý vị trở thành một cái đạo tràng thật sự. Đạo tràng của tịnh độ, bao nhiêu ngàn người thật sự đang tu ở đó đó. Bây giờ thì coi một cái tivi gì thôi nè, mà bao nhiêu ngàn người đang ngồi tu ở đây, thì cái đạo tràng, cái nhà này, cái đất này, quý vị biết cái cảnh giới thành trụ hoại không? Bây giờ nó đây là phố thị, nhưng mà mai mốt nó đây là cái gì không biết nghe. Khi qua đời mình về thế giới cực lạc, mình trở lại ở đây là chỗ nào, cái gì mình không biết á. Nó là đạo tràng tịnh độ. Mảnh đất này là mảnh đất tịnh độ, nhân duyên của mình nè. Nên tại sao bây giờ những đức đi đến nhiều chỗ, những đức chỉ là nhà người ta cắt ra những đức cái phòng thôi, những đức tu với 1-2 người thôi, chứ không có đạo tràng gì hết trơn. Quý vị đừng có nói, có nhiều Phật tử nói cho con đến với nghe thầy, cho con đến với. Những đức nói rõ ràng quý nghe, nó không có đạo tràng gì hết. Đạo tràng những thật sự nó là đạo tràng, nhưng nó không chung. Mà những đức làm cái đạo tràng này là những đức nghĩ tương lai, những đức vừa cực lạc, những đức trở lại tất cả những chỗ nào những đức đã từng đến tu, thì chỗ đó trở thành đạo tràng tịnh độ khi pháp thịnh. Hiểu chưa? Cái đó là nghĩ tương lai ấy. Nghĩ xa đến mức như vậy đó quý vị, hiểu không? Cái nghĩ này nó mới thật sự an lạc. Chứ bị kêu những đức mở đạo tràng ra 20-30 người, 30 người trong đó ăn chi vậy? Nên những đức đi đến nơi nhà người ta, rồi người ta cắt những đức cái phòng, cái phòng ngủ, cái phòng tu, rồi những đức lâu lâu những đức ghé ngang đó là mấy ngàn người tu chúng những đức rồi, chỉ là cái tivi, cái 2 cái loa nhỏ, rồi bộ tượng Phật mô hình, đi rang cái chỗ đó, đi rang tu gì luôn nè. Một số người đến đã từng biết rồi đó.
nha, y gan, y gan gì luôn, rồi đó là tu khỏe re như bò kéo xe nó. Nên từ nơi đó quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta sống với quý vị, cái tình cảm con người nó quan trọng lắm quý vị. Nhớ kỹ, dù là mình giàu mình nghèo gì, nhưng giữ cái tình người nó quan trọng lắm. Những Đức nhớ hồi đó, những Đức tổ chức pháp hội mấy chục ngàn người, những Đức bước ra, những Đức đi một vòng, những Đức thấy có một người bạn, bạn mình hồi xưa, tự nhiên thấy người bạn kinh ngạc, cái bạn mình ốm thì cứ ốm. Tự nhiên mình lại mình nắm tay bạn mình, nói thằng ơi bạn này sao ốm dữ vậy, chú Tài đó tự nhiên ốm ghê. Tự nhiên mình lại mình hỏi han bạn bè, mình chưa bao giờ suy nghĩ mình là một người có tiếng tăm gì. Những Đức nói ra thật sự con người sống trọng tình cảm quan trọng quý vị. Dù vì không có chỗ này vì cũng có chỗ khác à. Vì nhớ trọng tình cảm, gọi là trọng nghĩa khinh tài, con người duyên phước sẽ lớn. Còn trọng tài mà khinh nghĩa thì con người bị tiêu, mắc phước hết. Trọng nghĩa, cái nghĩa là quan trọng lắm quý vị, nghe không? Chứ không phải lúc ta thịnh mình đến mà lúc ta si mình đá qua bên không có chơi gì được. Chơi gì xấu lắm, chơi xấu lắm, nghe không? Chơi gì bất an lắm, hiểu chưa quý vị? Quý vị nhớ cái câu ơn một giọt nước trả lại như một dòng sông. Con người phải có tâm vậy đó quý vị à. Nên những Đức từng ở đây nói với cái cô chủ nhà, Đức nói một câu, cô thì có đứa con ở bên nước ngoài, sau này cô lớn tuổi cứ yên tâm đi. Những Đức nhớ cái ơn dữ lắm à. Mà người mà sống với những Đức thì ai cũng thấy bình an và vui. Mà những Đức rất là nhớ cái ơn, khỏi cần phải lo và bận tâm gì hết. Cô cứ sống thoải mái là không cần lo nghĩ gì. Cái nhà mình mà có người ta đạo tràng ta tu gì là ý nghĩa quá rồi. Nên con người sống phải có tình có nghĩa nha quý vị. Cái thế giới cực lạc là có tình có nghĩa quý vị à. Hiểu không? Cái thế giới cực lạc là có tình có nghĩa. Con người sống dù mình nghèo chết bỏ chứ phải có tình có nghĩa quý vị ơi. Hiểu không? Hư thì còn có thể sửa, mà mất tình mất nghĩa thì chịu thua rồi. Con người dù có hư gì mà có tình có nghĩa vẫn là trở thành người tốt được. Nhưng con người mà dù có tốt trước mặt mà mất tình mất nghĩa thì làm sao trở thành người tốt được hả quý vị? Hiểu không? Nên cái tình nghĩa nó quan trọng lắm. Nếu ngoài đời ta không hiểu, ta nói tình nghĩa tỉa 1.000 chàng á. Tình nghĩa mà tỉa có 1.000 bậy thì ghê. Bạn có tình có nghĩa, bạn đừng có nói là tình nghĩa có cơm ăn không, là bậy. Tình nghĩa nó cho bạn một sự nghiệp lớn lao trong cuộc đời, với cơm là ăn thua gì. Bạn mà người sống có tình có nghĩa đi đâu người ta cũng muốn vét bạn chứ. Ai cũng cần bạn chứ á. Cái này là quan trọng lắm, đừng có mắc tình nghĩa. Người ta đã giúp đỡ mình, dù cho người ta nghèo không còn một cái gì nữa, mình vẫn nhớ ơn người ta chứ sao mà. Mà khi người ta đến với mình có tiền, khi người ta hết tiền mình xa người ta. Chơi gì chơi xấu lắm, người đó người với người thế giới cực lạc đâu. Tôi muốn tôi làm người thế giới cực lạc, tôi không có chơi gì đâu. Nên tôi nhớ ơn quý vị lắm. Tôi nhớ ơn quý vị nên tôi bây giờ tôi làm đầu kéo, tôi cố gắng, tôi kéo. Tôi kéo sơ sát tôi cũng kéo nữa. Từ khi quý vị không theo thì thôi, đi về cực lạc rồi thôi. Chứ nếu như quý vị muốn về cực lạc là tôi kéo tơ bờ qua lá. Mỗi ngày mà 5-6 thờ thì tôi kéo, tối tới nay 12 giờ phía nè. Ai thích nhào vô tôi kéo. Mai, tối nay đêm 29, mai 30, 2 ngày. Nó, tôi kéo cho mà thấy. Nên những Đức nói rằng, người tu hành nhiều thứ có thể bỏ được, có một thứ không bỏ. Đó là tu hành đừng bỏ. Tu hành mà bỏ tu thì còn gì là người tu nữa quý vị. Đừng có bỏ tu, thấy không? Ngày xưa tôi ở chùa tôi bận việc tôi lo cho mọi người, khi tôi ra ngoài tôi không có việc tôi tu đó. Tôi mong mấy anh em quen biết tôi sau này cứ như vậy mà làm. Ở chùa nhiệt tình, khi nếu duyên nghiệp mình bị cái gì mình rảnh gọi mình tu, đừng có đi lông nhông. Chén cơm manh áo nó không có khó đâu, chỉ cần mình lo tu đi, nhiều người ta thương mình lắm, người ta đem cơm lại tới chỗ cho mình ăn, chứ đừng có nói lâu lâu còn có thay đổi phở nữa, đừng có lo. Nó nên tư nơi đó, con người sống phải có tình có nghĩa nghe quý vị, đừng có mắc tình mắc nghĩa nghe quý vị. Vậy thì nhất định niệm Phật sẽ sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.